Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Nóng Đất Việt, kênh cập nhật liên tục những tin tức mới nhất, chính xác nhất mỗi ngày. Quý vị nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh có 241 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày, 1.558 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân nguy kịch đang chạy ECMO. F0 tự chữa khỏi COVID-19 tại nhà, phải tự cứu mình, nhất định không tuyệt vọng. Hội chứng sương mù não, nguy cơ gia tăng ở người phục hồi sau COVID-19. Tin giả COVID-19, nguy cơ khơi mào bạo lực và chia rẽ cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh có 241 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày, 1.558 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân nguy kịch đang chạy ECMO. Quý vị thân mến, vấn đề quan tâm nhất hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh là tỷ lệ tử vong đang ở mức cao, trung bình 241 ca mỗi ngày trong những ngày gần đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nói tại họp báo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, trung bình trong 7 ngày qua, từ ngày 5 tháng 8 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mỗi ngày có 3.687 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 80% trong khu phong tỏa và khu cách ly. Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị khỏi hơn 68.900 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện đang điều trị hơn 32.000 bệnh nhân, trong đó 1.558 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân nguy kịch đang chạy ECMO. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 10.420 trường hợp F0 không triệu chứng đang điều trị tại nhà, 12.200 F0 đã điều trị trên 7 ngày và tải lượng virus trên 30, CT lớn hơn 30. Theo quy định có thể về cách ly theo dõi tại nhà. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh là tỷ lệ tử vong đang ở mức cao, trung bình 241 ca mỗi ngày trong những ngày gần đây, ông Đức nói. Chính vì thế, ông Đức cho biết, thành phố đã tập trung để nâng cao hiệu quả điều trị và đặt mục tiêu thời gian tới phải giảm số lượng tử vong. Để làm được điều này, một trong những yếu tố tiên quyết là phải giảm được những trường hợp chuyển nặng từ những tầng điều trị 2, 3 để sau đó giảm áp lực cho tầng trên và có biện pháp giảm tử vong. Theo ông Đức, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, có thể kéo dài, số ca nhiễm đang đi ngang có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững. Dự kiến sau 15 tháng 8, số ca F0 vẫn ở mức 3.000 ca mỗi ngày là số lượng lớn. Cũng nhìn nhận số ca tử vong do COVID-19 ở mức cao, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để kiểm tra tình hình. Trong đó, trọng tâm là chiến lược điều trị giảm tử vong trên hai trụ cột: chăm sóc F0 tại nhà, cộng đồng và điều trị tại bệnh viện. Về chăm sóc F0 tại nhà và cộng đồng gồm 5 đầu việc: nắm chặt danh sách F0 tại mỗi phường, kết nối F0 với tư vấn viên thăm hỏi hàng ngày, cấp túi thuốc do Bộ Y tế triển khai, lập tổ phản ứng nhanh của y tế cơ sở và sử dụng công nghệ hệ thống hóa F0 kết nối với các tầng còn lại. Nếu thực hiện đồng bộ, hiệu quả thì quản lý được 80% ca F0 tại thành phố. Về việc điều trị tại bệnh viện tầng 2 đến 5, ông Mãi cho rằng mấu chốt là cung cấp oxy, đồng thời ra soát lại để trang bị thêm, tổ chức sơ cấp cứu, cấp thuốc do Bộ Y tế chỉ định triển khai, đồng bộ từ bệnh viện dã chiến, bệnh viện quận huyện đến trung tâm hồi sức. F0 tự chữa khỏi COVID-19 tại nhà, phải tự cứu mình, nhất định không tuyệt vọng. Quý vị thân mến, nhiều F0 ở Thành phố Hồ Chí Minh tự chữa khỏi COVID-19 tại nhà cho rằng tinh thần rất quan trọng, phải luôn lạc quan, làm theo hướng dẫn của bác sĩ, nhất định không tuyệt vọng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã để F0 không triệu chứng tự cách ly, điều trị tại nhà khi đủ các điều kiện theo quy định. Anh Trần Thương Hiếu, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gia đình anh gồm 16 thành viên, trong đó 6 người mắc COVID-19. Bằng tinh thần lạc quan, anh cùng các thành viên còn lại đã mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Đến nay, anh Hiếu đã khỏi bệnh, 5 người còn lại cũng đang hồi phục tích cực. Những ngày mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, anh Hiếu vô cùng hoảng sợ, suy nghĩ về cái chết liên tục xuất hiện trong đầu. Cộng thêm việc lo lắng những người lớn tuổi trong gia đình không đủ sức đề kháng để vượt qua bệnh tật,
tinh thần anh Hiếu càng thêm suy sụp. Tuy nhiên, sau khi theo dõi tin tức qua báo đài và đọc hướng dẫn của Bộ Y tế về việc điều trị cho F0 tại nhà, anh Hiếu mới bình tĩnh, tự động viên bản thân mình. Một khi đã rơi vào tình huống này rồi mà còn suy sụp thì ai sẽ là người chăm sóc cho người thân còn lại? Anh Hiếu tự nhủ. Trong tuần đầu tiên, cứ khi nào sốt thì uống thuốc hạ sốt, nếu ho thì uống thuốc ho. Thậm chí khi thấy rất khó thở, anh Hiếu luôn bình tĩnh lắng nghe cơ thể để tập thở. Không bỏ bữa, luôn cố gắng ăn uống đầy đủ kết hợp với việc tập thể dục nhẹ mỗi ngày, dùng nước muối rửa mũi, súc họng, vệ sinh xịt khuẩn đồ dùng cá nhân đã giúp anh Hiếu và người thân vượt qua dịch bệnh. Phải tự cứu lấy mình, nhất định không tuyệt vọng. Cũng như anh Hiếu, anh Đỗ Đức, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong cuộc chiến chống Covid-19, yếu tố tinh thần vô cùng quan trọng. Gia đình có anh Đức và bố cùng dương tính với SARS-CoV-2. Hai bố con tôi trở thành F0, còn mẹ là F1 nguy cơ lây nhiễm cao. Vậy là tuyến phòng ngừa Covid-19 gia đình đã bị vỡ. Trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, mẹ luôn bên cạnh động viên chăm sóc bố con tôi, anh Đức nói. Nhờ có mẹ chăm lo chu đáo, đến ngày thứ 6 từ khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, anh Đức đã không còn sốt nặng nữa. Nhưng những cơn sốt nhẹ cứ kéo dài tới ngày thứ 9 thì hết. Đến ngày thứ 10, anh Đức đã lấy lại khứu giác và vị giác. Hiện anh Đức đã 3 lần xét nghiệm âm tính. Vượt qua những trải nghiệm bất đắc dĩ này, anh Đức càng nhận thức rõ ràng hơn về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Nếu có thể, hãy chuẩn bị thuốc men và một tinh thần lạc quan để sẵn sàng chống chọi nếu dịch bệnh vô tình ghé ngang. Phải tự cứu lấy mình, nhất định không được tuyệt vọng, anh Đức nói thêm. Còn riêng với anh lại Vũ Tuấn Anh, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, một F0 vượt qua bệnh tật sau 10 ngày tự cách ly điều trị tại nhà, thì giây phút nhận kết quả xét nghiệm âm tính từ y tế địa phương là khoảnh khắc không thể quên trong đời. Sống trong con hẻm nhỏ tại đường Lý Chính Thắng, quận 3, Tuấn Anh rất ý thức tự thực hiện 5K. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc vô tình nào đấy, anh Tuấn Anh lại để bản thân bị nhiễm bệnh. Lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ tiêu cực là những điều đã xảy đến với cựu bệnh nhân này. Dẫu vậy, với sự động viên của người thân, bạn bè, Tuấn Anh tự đưa bản thân vào chế độ chiến đấu cao nhất. Thế rồi sau 10 ngày, anh Tuấn Anh chính thức có kết quả PCR âm tính. Tuấn Anh cho biết, bí quyết lớn nhất là cố gắng sinh hoạt bình thường, không lo lắng, vì càng sợ hãi, bệnh sẽ càng nặng hơn. Mỗi ngày, Tuấn Anh đều gọi điện thoại chat với bạn bè, người thân. Tuấn Anh tích cực theo dõi tin tức trên mạng xã hội và cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại, Tuấn Anh vẫn đang tự cách ly ở nhà để giữ cho bản thân không bị nhiễm bệnh thêm lần nữa. Hội chứng sương mù não, nguy cơ gia tăng ở người phục hồi sau Covid-19. Quý vị thân mến, những người đã phục hồi sau Covid-19 tiếp tục đối mặt trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng với chứng mất trí nhớ ngắn hạn, các vấn đề về tập trung và các triệu chứng nhận thức khác. Thuật ngữ sương mù não Covid-19 đã trở thành một hashtag trên phương tiện truyền thông xã hội, thường được sử dụng nhiều để biểu thị về những suy sụp tinh thần mà nhiều người đang trải qua do căng thẳng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân COVID-19 hồi phục sau giai đoạn cấp tính nhưng vẫn tiếp tục gặp các triệu chứng trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng, thuật ngữ này biểu thị một điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều. Nó mô tả sự mất trí nhớ, các vấn đề tập trung và các vấn đề về nhận thức khác. Các triệu chứng dai dẳng sau COVID-19 khác bao gồm kiệt sức, đau nhức cơ thể và ho khan. Serena Spurdit, giáo sư thần kinh học tại trường Y Đại học Yale ở New Haven, Connecticut, Mỹ cho biết, nhiều người đã phải nhập viện lại vì những căn bệnh này. Sương mù não là gì? Sương mù não không phải là một thuật ngữ chuyên môn mà là một cách viết để mô tả các triệu chứng ảnh hưởng đến suy nghĩ. Mỗi người biểu hiện khác nhau, có thể bao gồm lú lẫn, mất trí nhớ, khó nhớ từ, suy nghĩ chậm, khó tập trung và dễ mất tập trung. Nhiều người mô tả chứng sương mù não ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống hàng ngày, ví dụ đi đến tủ lạnh lấy bột giặt hay nhìn chằm chằm vào máy tính, cố gắng viết nhưng không nhớ được chủ đề. Sương mù não còn ảnh hưởng đến công việc khiến nhiều người phải cố gắng để duy trì hiệu quả và thậm chí có người đã phải bỏ việc. Tại sao lại xuất hiện sương mù não? Lý do gây ra sương mù não vẫn chưa rõ ràng. Theo một số chuyên gia, nguyên nhân rất có thể liên quan đến chứng viêm do phản ứng miễn dịch của cơ thể tạo ra chứ không phải do virus. Phản ứng miễn dịch hoạt động quá mức được cho là nguyên nhân gây ra các triệu chứng khác của COVID-19, bao gồm các vấn đề về hô hấp thường khiến bệnh nhân phải nhập viện. Cũng có những ý kiến cho rằng bản thân virus bằng cách nào đó xâm nhập vào não. Nhưng cho đến nay, xét nghiệm dịch tủy sống từ não và khám nghiệm tử thi đã không chứng minh được điều này đối với phần lớn các trường hợp COVID-19. Tổn thương thực thể đối với não rất hiếm. Cách điều trị. Khi bệnh nhân phàn nàn về chứng sương mù não, giáo sư Serena Spurdit cho biết,
Bước đầu là khám sức khỏe toàn diện để loại trừ các nguyên nhân y tế khác. Sau đó, bệnh nhân có thể được giới thiệu về liệu pháp phục hồi nhận thức. Một số chuyên gia cho rằng, trong thời gian này, những người mắc hội chứng sương mù não nên sử dụng điện thoại thông minh để theo dõi các công việc trong ngày, đặt các cuộc lịch hẹn và sử dụng các ứng dụng nhắc nhở và ghi chú. Giới chức y tế hiện không thể dự đoán tình trạng sương mù não sau COVID-19 sẽ tồn tại trong bao lâu, nhưng tiến sĩ Spudich cho rằng, trong nhiều trường hợp, sương mù có thể tự phân tán và bệnh nhân sẽ dần tự khỏi. Trong khi các nhà khoa học đang tiếp tục tìm hiểu thêm về vấn đề này, những nhà thần kinh học cũng đang tìm kiếm các liệu pháp giúp cải thiện và đẩy nhanh tốc độ phục hồi của người bệnh. Tin giả COVID-19, nguy cơ khơi mào bạo lực và chia rẽ cộng đồng. Quý vị thân mến, thông tin sai lệch, tin tức giả mạo trong dịch bệnh không chỉ khiến công chúng có nhận thức, hành động sai lầm mà còn là nguyên nhân dẫn đến bạo lực, thù ghét và sự chia rẽ trong cộng đồng. Lá nem từng được lan truyền trên mạng xã hội như những phương thuốc thần kỳ chữa và phòng chống COVID-19 tại châu Phi sau khi nghiên cứu và tuyên bố của các bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm người Pháp về việc sử dụng hydroxychloroquine làm thuốc chữa bệnh COVID-19 được công bố. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với trà đen và súp tiêu đen. Thông tin về lá cây nem có chứa chloroquine được lan truyền chóng mặt qua mạng xã hội và WhatsApp và Twitter. Điều này đã gây ra một cơn sốt điên cuồng những chiếc lá này. Tuy nhiên, quinine không được chiết xuất từ thực vật mà từ quá trình tổng hợp hóa học. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng bác bỏ những phương pháp chữa bệnh thần kỳ này. Mới đây, tạp chí Y tế Cộng đồng Pan American vừa công bố phân tích về tình trạng tin giả được phát tán trong đại dịch COVID-19 ở Brazil. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, 329 tin giả liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đã được phát hiện trên hai trang web global.com và website của Bộ Y tế Brazil. Hầu hết các tin này được lan truyền qua hai mạng xã hội khổng lồ, WhatsApp và Facebook. Các chủ đề, danh mục thường gặp, chính trị, dịch tễ học, thống kê, tỷ lệ trường hợp mắc, tử vong và phòng ngừa dịch bệnh. Cụ thể, theo Google Trends, số lượng tìm kiếm sử dụng các cụm từ được lấy từ tin tức giả tại Brazil đã tăng 34,3% trong thời gian được nghiên cứu. Bối cảnh chính trị, thông tin sai lệch về số ca nhiễm, ca tử vong cũng như các biện pháp phòng ngừa và chữa trị là những nhân tố chính dẫn đến sự lan truyền rộng rãi của hiện tượng tin giả trong 6 tháng đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại Brazil. Lý giải về sự lan truyền chóng mặt của tin giả trong đại dịch COVID-19, Dilma Brames, nhà báo và nhà nghiên cứu sức khỏe tại trang EpicoCheck cho rằng COVID-19, một căn bệnh còn chưa được biết đến cho đến năm 2020, đã gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu chưa từng có. Nhiều câu hỏi về loại virus này vẫn chưa được các nhà khoa học giải đáp, bao gồm khả năng miễn dịch. Sự thiếu hiểu biết của chúng ta về COVID-19 và sự tiến hóa không ngừng của các biến chủng mới đã thúc đẩy cơn khát thông tin. Điều này dẫn đến sự gia tăng của tin đồn, tin tức giả mạo và thông tin sai lệch. Lúc này, các mạng xã hội đóng vai trò như một loa phóng thanh cỡ lớn trong việc lan truyền các thông tin giả mạo. Dilma Brames phân tích, vào đầu năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chưa tuyên bố dịch COVID-19 là đại dịch epidemic trên thế giới, nhưng đã sử dụng một thuật ngữ mới rất sáng tạo có đuôi demic, infodemic, đại dịch thông tin. Thực tế, infodemic là từ viết tắt của information epidemic, đã xuất hiện từ năm 2003. Nhà khoa học chính trị David G. Rothkopf đã sử dụng từ này trong một bài viết khi ông nhắc đến dịch SARS. WHO định nghĩa đại dịch thông tin là tình trạng dư thừa thông tin bao gồm những thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong cả môi trường số và môi trường truyền thống tại thời điểm dịch bệnh bùng phát. Đại dịch thông tin đã và đang gây ra những hậu quả hết sức trầm trọng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres từng nói rằng khi COVID-19 lan rộng, một cơn sóng thần về thông tin sai lệch, các hành vi gây thù hận, giết người và dọa nạt sẽ được giải phóng. Trong thời gian cơn khủng hoảng mang tên COVID-19, sự lây lan của đại dịch thông tin có thể gây nguy hiểm đối với sức khỏe và an ninh của con người không kém gì virus gây bệnh. Đại dịch COVID-19 là thời điểm vàng để những thông tin sai lệch, video, hình ảnh, giả mạo để kích động bạo lực và chia rẽ cộng đồng, có thể làm tăng nguy cơ xung đột, bạo lực, vi phạm nhân quyền trên diện rộng. Không chỉ khiến công chúng nhầm lẫn, bối rối trong nhận thức, đại dịch thông tin là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những hành vi sai lầm, có khả năng gây hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, việc tin giả tràn lan cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của công chúng vào các cơ quan y tế, làm suy yếu hiệu quả hoạt động của công tác y tế cộng đồng. Dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho sự bùng nổ của các ghép, chỉnh sửa hình ảnh, video giả mạo, Image Video Manipulation Technology.
Bằng công nghệ này, một số người đã cáo buộc rằng tiêm chủng vaccine là những chiến dịch được thiết kế để làm lây lan virus. Một số người khác thì tìm cách lan truyền sự phân biệt chủng tộc, đặc biệt nhắm vào các công dân Trung Quốc. Trong đoạn video quay lại một cảnh tòa nhà bị cháy tại Ibadan, thủ đô bang Oyo State tại Nigeria, người đăng đã cố tình miêu tả rằng đây là hành động trả đũa đối với chủ nhân tòa nhà, một người Trung Quốc. Nhưng bằng một bài viết trên mạng xã hội Twitter, chính quyền bang Oyo đã làm rõ rằng tòa nhà này thuộc sở hữu của một người Nigeria và 80% người làm việc ở đó cũng là người Nigeria. Tin giả là một hiện tượng không có biên giới, đã và đang là vấn đề lớn với nhiều quốc gia. Vào tháng 6 năm 2020, Liên Hợp Quốc ra lời kêu gọi các nước ký Broad Regional Statement on Infodemic in the Context of COVID-19, tạm dịch tuyên bố chung về cuộc chiến chống lại đại dịch thông tin trong bối cảnh COVID-19. Hiện tuyên bố này đã có hơn 130 nước thành viên. Cuộc chiến chống lại đại dịch thông tin chỉ có thể thành công khi nền tảng kỹ thuật số hoạt động một cách có chừng mực và kiểm soát hơn. Các tin bài giả được phát hiện và đính chính, kiến thức truyền thống và đọc hiểu của công chúng được cải thiện. Dioma Bremer, nhà báo và nhà nghiên cứu sức khỏe tại trang Agriculture Check nêu quan điểm.